Nói đầu tiên, Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất là từ thiện bảy trao phần quà của chị Thủy Võ ở Hoa Kỳ hỗ trợ cho người khó khăn thất nghiệp. Dương Hậu cảm ơn, chúc chị nhiều sức khỏe. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098499. Cảm ơn quý vị xem chương trình này.